Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì ở đây hôm nay mình sẽ update lại cái dự án Kyber Swap mà lúc trước chúng ta đã tham gia. Ăn chia là 50.000 token KNC đến từ cái sàn DEX đó là Kyber Swap. Thì trước đây bạn nào ở trên kênh đó là ở bài viết là K2842, mình có hướng dẫn mọi người đó là swap với khối lượng giao dịch trên 100 đô để nhận cái airdrop ăn chia 50.000 đô đến từ cái dự án Kyber Swap này. Thì hiện tại thì nó đã cho chúng ta là claim, nhưng mà cái điều kiện của nó là hồi lúc trước là mình để cái điều kiện sai rồi các bạn. Có nghĩa là lúc trước nó để cái điều kiện không rõ, cho nên là mình cũng không rõ là swap trên 100 đô cộng khối lượng cộng dồn hay là một giao dịch là trên 100 đô. Thì ở đây thì hôm nay mình đọc lại, khi mà nó cho claim thì mình đọc lại thì nó yêu cầu là một khối lượng phải trên 100 đô, có nghĩa là mỗi giao dịch các bạn phải swap trên 100 đô thì các bạn mới ăn được cái airdrop này nha các bạn. Thì ở cái airdrop này mình cũng không ăn được, và hiện tại thì nó đã cho chúng ta là claim. Thì đối với bạn nào mà trước đây đã tham gia vào cái airdrop này thì trước đây mình có cái video ở bên kênh phụ của mình đấy, ở bên kênh phụ của mình đấy nhá, mình cũng có hướng dẫn các bạn rồi. Thì bạn nào mà tham gia trước đây, bạn nào tham gia thì bây giờ các bạn connect với lại cái ví của các bạn vào kiểm tra thử các bạn có được claim không nhé. Đây này, bây giờ mình đọc lại là nó yêu cầu, à vì nó yêu cầu là điều kiện đề cập đến khối lượng giao dịch chứ không phải là số lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch có nghĩa là các bạn swap một lần phải trên 100 đô nha các bạn, chứ không phải là lượng giao dịch theo mỗi cặp giao dịch là từng cái cộng lại thành 100 đô thì nó không chấp nhận nhé. Thì đối với bạn nào mà trước đây các bạn mà giao dịch trên 100 đô mỗi lệnh giao dịch đấy, thì bây giờ các bạn vào sàn Kyber Swap với mình để các bạn kiểm tra và các bạn claim nhé. OK, thì link cái sàn Kyber Swap mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người. Sau đó thì mọi người chuyển sang cái mạng lưới là Avalanche, Awat nha. Các bạn chọn vào phần này này. Các bạn chọn là Avalanche. OK. Sau khi chọn xong thì ở trên ví MetaMask của các bạn cũng chuyển đổi sang mạng lưới là Avalanche Mainnet giúp mình nhé. Mạng lưới Avalanche Mainnet giúp mình. Đây, mạng lưới Awat. Sau đó thì các bạn connect vào lại cái ví của các bạn thôi. OK, bạn bạn nào mà chưa tích đồng ý thì các bạn tích vào đây rồi các bạn connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn nhé. OK, sau đó các bạn tiếp theo connect. Thì sau khi các bạn connect xong thì để kiểm tra các bạn có được claim hay không về cái airdrop lúc trước chúng ta đã làm, thì các bạn nhấn vào dấu ba gạch ở phía góc trên bên tay phải của các bạn nhé. Thì các bạn nhìn, sau khi các bạn nhấn vào dấu ba gạch ở phía góc trên bên tay phải của các bạn thì các bạn nhìn xuống dưới, phía dưới bên dưới nó sẽ có chữ là claim reward. Các bạn nhấn vào chữ claim reward giúp mình. Thì đối với bạn nào mà đủ điều kiện á thì nó sẽ hiện ra là bao nhiêu token ở đây, bao nhiêu token KNC ở đây nhá. Thì ở đây thì mình không đủ điều kiện, ở trước đó thì mình giao dịch không đủ 100 đô, có nghĩa là mình giao dịch nhiều lệnh trên 100 đô nhưng mà mỗi lệnh giao dịch mình chỉ swap là khoảng là 50 đô thôi. Này, cái airdrop lúc trước nó yêu cầu chúng ta là cần phải là swap một lệnh trên 100 đô nhé, thì mới đủ điều kiện. Thì đối với bạn nào trước đây tham gia thì các bạn bây giờ các bạn vào Coinnet các bạn kiểm tra thử nhé. Ở đây mình không nhận được này, cay quá các bạn. OK, thì đối với bạn nào mà nó hiện ra số token KNC ở đây thì nó sẽ hiện ra chữ nút claim, thì các bạn nhấn nút claim, các bạn claim vừa quý rồi các bạn swap luôn thôi nhé. Các bạn ấn nút claim. Thì về việc phần claim này đối với bạn nào mà nhận được ấy, thì nó sẽ cho 2 tháng nhé. Các bạn phải claim trong vòng 2 tháng, sau 2 tháng mà các bạn không không claim ấy thì số lượng token đó nó sẽ bị đốt đi nhé. Có nghĩa là các bạn sẽ không đang nhận được sau 2 tháng nữa nha các bạn. OK, thì ở đây mình đã tạch cái airdrop này rồi. Thì đối với mình kiểm tra trên các channel airdrop khác á, thì nhiều người cũng khoảng là nhận khoảng là 2,7 khoảng là thấp nhất là 2,7 token KNC thì tương đương khoảng là 10 12 đô ấy nhá. Tương đương khoảng là 12 đô nhá. Đây với giá hiện tại thì 1 KNC hiện tại khoảng cái giá của nó là 4,47 đô này nhá. Đỉnh của nó là 4,9 gần 5 đô ấy. Cho 5 đô đi, 5 đô luôn, chẳng 5 đô các bạn. OK, thì bạn nào mà trốn thì các bạn claim về ví rồi các bạn swap luôn thôi. Các bạn swap sang USDT hoặc là các bạn swap sang token AWAT để các bạn làm phí để tham gia vào những airdrop sau này nhé. Thì sau khi các bạn swap sang AWAT thì các bạn có thể là gửi lên sàn Binance, các bạn bán ra nhé. OK. OK, thì ở đây mình xin chúc mừng các anh em nào mà tham gia vào cái dự án này và được claim con token KNC nhé. Ở đây là mình tạch rồi nhé. Ở đây là mình tạch, mình swap một lệnh không đủ khối lượng trên 100 đô cho nên là mình tạch. OK, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là claim con token KNC đến từ airdrop trước đây đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.